第五十七天，ngày năm bảy. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Muốn uống chút gì không? 要喝点什么吗？要喝点儿什么吗？要喝点什么吗？要喝点什么吗？ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友。Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的。Cũng là người Hà Nội. 也是河内人。Người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人。哦，华萨拉费。哦，原来是这样。Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了。Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。Số di động. 手机号。手机号码。Thêm bạn xong rồi. 加好了。Lên WeChat nói chuyện nhiều chút đi. 多上微信聊天吧。Nhất định, chắc chắn. 一定。Khát rồi phải không? 渴了吧。